Hi, xin chào các bạn. Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao TV. Hai vợ chồng Hải vừa mới quay trở về từ Sài Gòn các bạn ạ. Hôm nay quay về chợ phiên. Nay quay trở lại cái series chợ phiên. Hôm nay vợ chồng mình sẽ đi quay chia sẻ với các bạn xem là ở trên Tây Bắc của mình này thì bà con đi sắm Tết kiểu gì và đi chợ Tết ra làm sao nhé. Ở phía ngoài cổng chợ đấy các bạn ạ, thì bà con đa số là bán những cái trang phục mà những cái mà để thêu quần áo ấy, thêu ra những bộ trang phục mới nhất để ăn Tết đấy. Đây các bạn ạ, đây những cái hoa văn này. Ngay cho em mình cùng xem này. Ồ, cái này là tính theo mét ra mà dài nha. Đấy, những cái hoa văn này để đính vào những cái trang phục đấy. Đây mọi người. Hôm nay không khí Tết bắt đầu là trở về nhộn nhịp đấy nhỉ. Rất là đông luôn. Đấy, đây là những cái hoa văn của những cái bộ trang phục truyền thống. Đây. Cho em ngó chút nào. Đấy. Em thấy không? Bởi vì là một người mà may được, một người mà thêu toàn bộ là thêu tay. Một người mà thêu cả cái bộ quần áo ấy thì nó rất là lâu, nhưng mà nếu mà mỗi người thêu một miếng như này xong mang ra chợ bán là mình mua về để thêu và thì nó nhanh chị nhỉ. Mỗi một lần trên một bộ trang phục thì nó chia ra nhiều, nó không giống như kiểu là ngày xưa thì để thêu ra một bộ quần áo truyền thống này là mất đấy, cũng là những cái hoa văn đấy. Nên là ai bận công việc không thêu được thì sẽ đi mua về nhỉ. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào khu phía trong chợ các bạn ạ. Giờ phải đi kiếm cái gì để ăn uống. Vì thường các bạn ạ, ở trên chợ ở vùng cao ấy, thì hai vợ chồng mình đi rất sớm. các cô chú ở đây còn chưa dọn hàng ra hết rồi mà. Món gì đấy em? À, bánh rán à? Úi giời. Bánh rán gấp. Còn đây là món thịt lợn. Em chào chị nhá. Gan to đấy nhỉ. Gan lợn. Để xem bên này xem nào. Chào người đẹp nhá. Hôm qua mới đi Sài Gòn về. Đấy. Mỗi một em Hải không lên là các chị cũng nhớ ấy nhỉ. Đấy. Chào chị nhá. Chào chị. Thịt ngon quá chị nhờ. Nóng hổi này. Đấy. Đấy chưa? Nóng hổi luôn. Ngon. Ngon thật đấy. Đấy. Anh chị ở đây bán hàng đến ngày nào mới nghỉ? Ừ. Nghỉ ơi. À bán hôm nay, nhưng mà bán hôm nay xong bao giờ được nghỉ Tết? Vẫn đi mà đúng không? Thế là cái khu cái chợ Tết này chỉ còn thêm một phiên nữa thôi. Ừ, đây là cái lưỡi à anh? À chưa chín đúng không? Vâng. Vẫn đang à thêm muối nó đậm hơn đúng không? Nó đậm đà hơn. Mặt lợn này. Đầu nó. À. Đấy. Nóng hổi nhá. Về đây mới có không khí nhìn ba chỉ. Đấy ba chỉ ngon kìa. Chào anh trai nhá. Đang làm món thủ. À chân giò chứ. Đấy. Chân giò lợn đen. Tí này mua ít cun này về ninh nhà em nhỉ? Vâng, nó hợp với canh khoai nhỉ anh nhỉ? Cun này là mấy chục đây? 4 chục à? Hay 3 chục? Cái này á? 5 chục. 5 chục à? Cũng được đấy anh em ạ. Có khi lát nữa sẽ làm một cái, hai cái. Của thịt nó lợn đen nó thơm lắm.
Thôi không, không cần, cái này 50 cứ để nguyên đi, không cần phải cắt. Không, để cái này ra mà. Không, để cái đấy là phải ninh xương chứ. Lấy cả xương cho đi. Lấy làm gì? Để kia tí mình đập ra các bạn ạ, trong có cái tủy ninh ăn rất là thơm. Cứ để cho em nhá. Mấy cái đấy, có mấy cái? Có mấy cái, ba cái. Có cái to như này không? Có. Thế thì lấy hết đi. Đây là cái má lợn các bạn ạ, khi mà lọc xương để làm phở. Hai đại gia. Ui, bên này khay thịt này. Nó thơm. Vào Sài Gòn các bạn ạ, thì được thưởng thức khá là nhiều những cái món hải sản. Nhưng mà thực sự mà nói các bạn ạ, hải sản nó ăn nó nhanh ngấy lắm. Mình thì cứ quen với lại là cái mâm thịt to này rồi, ăn cảm giác nó sướng. Ăn chào cô nhá. Đấy, sướng thế, thơm lắm anh em ạ. Đang kiểu nóng hổi này. Yeah, những bát phở tràn nóng hổi. Thực khách đến vào đầu cũng khá là đông rồi. Đấy, thơm quá, thơm quá. Đây là cái miếng gì đây? Cống kiểu lạc vai và mấy cái cun. Cái rau thơm này chỉ trên mình dùng mà mới hợp thôi chị nhỉ. Ăn kèm với thịt lợn nước chấm là ngon nhất rồi. Đấy. Ê ô. Đây là cái lưỡi phải không? Quả cái nanh này ai đây cô nhỉ? Nào bên nào cho con á. Bao tiền một cái lưỡi này cô? Lên này 30.000 một lạng. À, 30.000 một lạng à? Thế là tí cho cái nanh luôn à? Cho cái răng luôn à? À. Không lấy răng không được. Răng không được. Nóc à? Ý là thích kiểu nào có chiều của đấy luôn. Thơm quá. Chả nhẽ lại quánh chén luôn à các bạn. Hơi bị vật rồi đấy. Xếp cái quả nanh này vào đây. Đẻ bé xinh xinh ra mà cổ bé này. Cô ơi, cô tí nữa, có lẽ là phải chờ một tí đi. Con này phải lợn đen không cô? Lợn đen tắt không có lợn. Lợn đen à? Thế thì cô cho cháu cái này với cái lưỡi. Vâng. Xanh nhật. Cái này nó gọi là lợn xanh đấy anh ạ. À, chứ không phải lợn đen à? Dân bản địa đây người ta gọi là lợn xanh. À, đen đen là đen là không thích đấy anh nhỉ? Không phải không thích mà là bản chất của nó gọi là lợn xanh. À, năm nay tôi 40 tuổi rồi, lần đầu tiên nghe thấy lợn xanh. Không, có cái vị nó là lạ chứ. Ở Ở theo tiếng địa phương ở đây thì người ta gọi là lợn xanh. Rồi. Lợn đen là lai của lợn người Mông mà mình à? Mình là người Nùng à cô? Thu Lao đấy. Cô người Thu Lao à? Thu Lao à. Thế năm nay nhà mình có mổ lợn Tết không? Không có đâu. Không có à? Năm nay dịch giã đói kém quá cô nhỉ? À, tí cô cho cháu quả xương, quả lanh này nhá. Về để cháu có anh em nào mình cùng nè. Vâng, tôi lấy tất cả cái lưỡi đi. Lấy tất thì giá vẫn thế à? Ừ. À. Bao nhiêu lạng cô? Cô quay cháu cái cân cho đây nào. À, 7 lạng. 7 lạng là 321. Ok. Rồi cô thái cháu đây. Đang nóng hổi này, ăn đây cho nó đỡ thèm. Thèm quá rồi. Hai miếng to to tí cô nhá. Vâng. Chú ơi có cái ốc không? Có. Có bộ ốc không? Cho cháu bộ ốc đi, để làm nước chấm đi. Thế chưa nấu? Nấu thả thảo đi. Nấu luôn. Nấu luôn. Ngọt quá anh em ạ. Thôi, xong rồi. À, may không bị rơi đất à? Không bị rơi đất. À. Rơi trên cái ghế luôn. Không bị rơi cái bát ấy. À, rơi trúng cái bát à? Hết sức nhẹ nhàng nhá. À,
Ngon. Đấy, thái rau to quá, thái rau to ăn nó mới sướng mồm. Vâng, ồ, quán có đứng. Ồ, kéo một ăn à, có bố mà đi đứng nhìn quá. Cô có cái phả thoát trong quy trình đấy. Quả thớt này là theo cô bao nhiêu năm rồi? Ôi ơi. 20 năm chưa? Chắc được rồi mi. Chắc được rồi á? Vâng. Ôi, nó còn sắp bằng tuổi mình rồi đấy. Dầu lên từ thớt này à? Lần nào ở trên này cháu thấy là mọi người kiểu hay rất là trung thành với là cái thớt giống như kiểu là nó một cái gì đấy nó đem may mắn đấy. Giống như ông Hà ấy nhỉ? Bảo ông thay cái thớt bao lần ông có thay đâu? Cái này là vừa là nghiến mà. À nghiến rồi cô? Cái này nghiến đấy. Ui ngon chưa? Nghiến chuẩn thì dùng có mặt cả đời luôn đấy. Ui. Kể cả là có bị lứt răm ra nhưng mà vẫn dùng thoải mái thôi nhỉ. Ủa ngọt lắm cô ạ. Cháu ăn miếng nữa cho nó đỡ vật. Dạ. Hẹp quá. Đây. Ngon mà. Ý, mời anh em. Ngon hết. Anh ơi. Quê. Bảo cô cho cái xương hàm này vào đi, vào cái bóng lên. Cô cháu ơi, cái túi ni lông nhá. Ni lông không? Về cái này đấy là em, à? Đây các bạn ạ. Đi. Bạn nào thích thì hãy xem vào fanpage nhé, Sapa TV để xem livestream tặng luôn cái đấy nhá. Có thể ở trên này mọi người không thấy quý nhưng mà lại rất những ai mà lại vớ vẩn lại thích cái này thì dặn luôn. Bé thôi, chú ăn bé thôi. Cái này là thịt rút sườn đấy nhỉ? Vâng. Quên, tức cứ tưởng thái cho cháu Hải đúng không? Thái to. Mình thương hiệu ở đây rồi các bạn ạ, ăn là phải. Không, cái này á? Không. Cho cái xương này vào cái túi thôi. Cái này này để Lan anh cầm về này. Còn cái này thì ăn luôn ở đây. Lan cho anh bắt nước chấm này. Cái này ở trang á? Ôi, ngồi đây ra đúng là không khí. Quê, sướng. Sướng cô, ngon nhỉ. Nhìn nó khói bốc khí ngút đây này. Ăn hai cái bát nhá chị ơi. Nhìn anh ăn này. Ngon quá. Rồi em xin. Cái thịt là thịt má này, ngon. Hôm trước đi vào Sài Gòn cũng thèm má quá, định đi kiếm quán má heo nhưng mà không biết là chỗ nào có. Xong rồi cái series ngày hôm nay là mình sẽ cố gắng đi quanh thật nhiều những cái không khí Tết. Cái này dưa chua cô? Cái này ăn có tính tiền không? Chưa thì không tính rồi. À, thế còn cái gì không tính thì mang hết ra đây nhá. Ê, không phải tính á. Ốc là tính. Ốc là tính à? Vâng, ốc là tính á. Tô xị hả cô? Vâng. Cô ơi em, cho thêm dưa chua các bạn. Dưa chua thì nó không lấy. Muốn hả? Anh chọc thịt đi anh ơi. Ở đây mọi người cứ bán theo lạng mà, sau đó mình mua phở mình thả vào ăn ốc đậu cái mé này mình thả vào bạn. Có lợi ngon quá. Thơm. Rất là thơm. Ngọc vừa tới nha. Đây cái má là đỉnh nhất rồi. Nói gì chứ khoảng ăn uống thì đối thủ đâu. Lấy cái giấy.
Nhà cô có áo đậu không nhỉ? Áo đậu thì có. Hay thôi. Này, cái lưỡi này mới ngon này. Lưỡi này giòn lắm. Ăn sướng. Cái tay phê phê. Bà con nè. Bắt đầu đi đông rồi. Bắt đầu nó sợ đông rồi. Hôm nay xong ở đây mình sẽ đi vài phiên chợ đặc sắc ở các tỉnh vùng cao này. Sau đấy quay chia sẻ với anh em xem là chợ hoa, chợ Tết ở trên này đó. Nó khác ở thành phố ở chỗ nào nhá. Đó mình vừa mới quay ở chợ hoa Sài Gòn đó nhỉ. Sài Gòn là đầu tiên, giờ sau về chợ đầu tiên. Em chợ phiên nó khác với Sài Gòn như nào? Là cái này nè, đầu lưỡi. Đúng. Ăn gì bộ đấy, ăn lưỡi cho khỏe, về để mai chim bán hàng các bạn ạ. Dưa này có tự muối ngon nhỉ? Giòn ngon, giòn ngon. Độ chua đúng tầm ăn luôn này. Cái này mà cho vào phở ăn cùng nó cũng rất là hợp. Có tuyệt vời luôn. Cơ với thằng này, ăn mình quay một phát đi. Cái này thì thấy mẹ ăn thì đâu thấy thằng này. Suốt ngày không thấy thằng quay phim ăn. Ồ. Thằng quay phim bảo luôn luôn bất tử. Đấy. Quay phim là gì ăn sau anh em ạ. Thường thường ấy, mọi người cũng hay hỏi là anh ơi tại sao mà không cho cameraman ăn. Thực ra là như này, khi nào mình ăn ấy thì mình sẽ order để cho mình hai vợ chồng ăn trước, mà cameraman thì lát bạn sẽ ăn sau. Ăn sau thích ăn cái gì làm sau thì nó nóng ấy, chứ nếu mà không quay xong rồi lát quay lại ăn nó nguội mất. Ngon, ngon. Ăn nhanh. Riêng cái thịt này nhá, ăn là phải cực nhanh. Anh em biết vì sao? Nóng hổi, nó ngon. Ăn lưỡi bổ lưỡi, ăn gì bổ đấy. Cái lưỡi nó có xương. Lưỡi bảo lưỡi không xương nhiều đường ăn léo, nhưng mà điêu. Mình ăn lưỡi lợn toàn thấy xương rồi. Kìa, có hương ở giữa. Đây thì khoảng có giọt mưa. Không phải mưa mà hấp hơi ấy nhỉ. Ủa, cái này còn đỏ nguyên này. Anh ăn gì đó. Cạch cái này. Ôi. Cái này ở cạnh rượu ấy nhỉ. Ôi, cô có bán dưa này không cô? Bao tiền một thùng này? Bán lấy cắt lá. À. Lấy cắt là cho biết giá. Dưa đấy họ trồng cái dưa cải nó già, tâm là thơm nhờ. Ngon quá. Cứ phải ăn nóng ấy, miếng này gọi là ngập mồm anh em. Đây cho các bạn xem, không biết là nó có bắt nét đây hay không vì là nó hơi khó bắt nét đấy. Anh em thấy chưa, à,
đấy nhé. Ớt bùm. Cắm bụng ngoài sáng rồi đây các bạn. Thêm gì nữa? Anh ngày hôm ăn đâu? Có. Hai vợ chồng là mới bắt thịt thì bụng nữa. Chị cho món tươi ngon để mua thịt sôi. Dưa giòn nè. Mất đến đây 5.000 thịt 5.000 phở anh. Mất tôi làm bao nhiêu ạ? Lấy cho khăn nhé. Mất tôi làm 15 anh rồi. Không quá vậy. Hai vợ chồng ăn hết là mấy lạng nhỉ? Mấy lạng thịt. No quá anh em ạ. Wow, trời cũng bắt đầu sáng lên rồi. Trên này thì mù, hơi mù mù một chút. Ui, em ơi, ăn xong rồi bắt đầu mới phát hiện ra là ở đây có một cái khay trễ rất là ngon. Nhưng mà lại ăn tiếp á? Ừ. Này sao mà ăn được nữa, nó lắm. Vừa nay cái má lợn kia thèm quá các bạn ạ. Đâm ra là này, trễ thì ngon chưa? Bạn này nóng hổi mà chấm luôn thì ăn thì sướng. Rất tiếc là mình ăn hết 7 lạng thịt rồi. Không ổn chút nữa. Ngon quá. Thôi để thịt sau nha anh nhé. Đây phía bên này thế này. Ủa, thịt cũng toàn bộ là rất là nóng hổi luôn. Con chào cô nhé. Đấy cái cô ở trên này đây các bạn này. Bát nước chấm gọi là thần thánh trên này đấy. Ừ, phệt. Rất nhiều là ớt. Khói quá. Đây là những cái mâm gọi là ốc đậu. Ốc đậu nhằm cạnh với cả chảo thành phố. Ờ. Chào em gái bán thắng cố nhá. Ngon thế. Ăn món gì đây? Thắng cố à? Nhà bán gì ăn đấy đúng không? Đây các bạn ạ, nồi thắng cố rất là to. Đây. Anh em thấy không? Úi. Chợ phiên nó phải như thế này. Đúng không? Anh em cứ bảo là cái lực ăn ở chợ phiên thì nó lớn lắm. Nên là mọi người có thể nấu được một cái nồi to như này. Nấu nồi to như này là theo cho mình làm ngon nhất các bạn ạ. À, ngon nhất luôn. Rồi, dọn chưa? Đấy. Tuyệt vời, to quá. Zoom gần rồi cho các bạn xem. Các bạn sẽ ngồi ở nhà xem gì. Đấy. Thắng cố là một cái món ăn được nấu hổ lốn này. Từ nội tạng này, lòng phèo này, rồi đây mới gọi là chuẩn này. Em thấy không? Đây. Đó, nhìn lại muốn ăn tiếp rồi. Nhìn hấp dẫn nhỉ? Một bát như này khoảng 100.000 các bạn ạ. Phải lòng mề để đủ hết. Vào đây cho nó mềm. Bên này là đấy, ong đậu. Chúng ta tiếp tục đi vào khu vực chợ. Vừa khói quá. Đấy, đứng kiểu bán gì ăn đấy đấy. Bán ong đậu, ăn ong đậu rồi mà. À, mời cả nhà đi. Bên này là barbecue, chuyên đồ nướng.
trên xứ lạnh mà mình đồ nướng cũng là một cái món ăn gọi là rất là yêu thích của bà con ở trên này. Thì ra chợ nó ăn một chút đồ nướng này nó nóng, nó ấm bụng. Xúc xích này. À, thịt cuốn rau cải, cải xin phép gọi là cải mèo. Tên gọi là như thế mình không có ý gì đâu. Còn đây là nấm này. À. Còn đây là chân gà. Chơi. Tết mà, Tết thì bán lá rong rồi sao? Ui, ui. Con này như kiểu con cá sấu chưa? À, thịt cá sấu bạn ạ. Thịt cá sấu. Đấy, này mà bà bán bao tiền một túi này đấy hả bà? 10.000 à? Ờ, 10.000 một túi này về mà chấm với lại là mẻ thì thôi rồi, ngon, rau sống. Bà bán Cháu chào bà, bánh chưng đen, bánh rán gấp. Bánh chưng, bánh đen, bánh rán. Đấy, đi mua rồi đấy, lá rong, mua về ăn Tết à? Năm nay không mổ lợn à? Anh mua cái thớt này ở đâu ấy? À, 10.000 một bó là 10 tấn. Đây ông anh mua năm nay không mổ lợn này, mua luôn cái đùi lợn về, vâng, bánh lá rong. À. Bí quá. Năm nay bí quá. Kiểu dịch mà các bạn ạ. À. Đấy, nó bí không như anh mà làm được cả cái đùi em cũng thích rồi. Kiểu không khó khăn dịch dã, nó không riêng gì chỉ ở trên mình nữa các bạn ạ. À. À. Đây là bánh trôi nước này. Bánh trôi này chỉ có nhân không thôi nhỉ? Bánh trôi này không có nhân. Công nhân là nguyên một gạo trong phòng. Nào, điểm danh 123. Tập đoàn bán xôi. Tập đoàn xôi. Tập đoàn bán xôi, tập đoàn bán lạc. Rất nhiều những đây, bên này cũng rất nhiều hàng phở này. Đây, quay chia sẻ. Rồi. Con chào chú nhá. Chào ông. Đấy chú rồi mang hàng ra này. À, chào bà nhá. Bà bảo cái thằng quay phim. Trong kia món gì đấy? Món gì đang xà xíu à? Tạm mơ à? À. Tưởng món gì độc lạ. Như các bác mà từng xem mà hay nghe thấy ở trên này là con đang gọi thằng từ nó nhỉ. Chứ là nói không hay. Nhưng mà đấy là câu cửa miệng của bà con. Không, cái đấy thân thiện người ta mới gọi bằng thằng. Đúng rồi. Mình đi này. Ủa. Được bà con trên này rất là quý các bạn ạ. Hay gọi bằng mày bằng thằng chứ không giống như ở dưới xuôi. Nói chung là mình không nên áp đặt cái văn hóa ở vùng miền. Nhiều anh em cứ bảo gọi thế là cái loại này kia nhưng mà thôi. Chào bác nha. À, khu vực ẩm thực các bạn. Cái chợ ẩm thực khu vực ở trên này nó kéo giá khá dài luôn. Đây này, phải mấy chục quán luôn các bạn, hai bên, à, này này nữa, à, hai bên. Nóng hổi. Ủa ôi, lòng xe điếu giờ ngon chưa? Chào xin nhá. Thằng con gà đây. Dạ. Này có thịt gà ngon nhỉ? Vâng. Ủa ơi này, chị làm bao nhiêu ốc luôn này? Đấy. Hai bộ thôi, đây là lòng gà đây. À, lòng gà hai bộ đây à? Vâng. Đang làm cái gì này, cái gì đây? Cái này là thịt đầu. Thịt đầu à? Thịt đầu ạ. À. Em cảm ơn nhá. Ủa ơi, đây lại thịt lưỡi tiếp này. Thịt lưỡi mắt này. Ôi chào chú. Chú đang mang cái xương này cho vào nồi ninh nó ngọt nước. Chào anh. Ờ, à, chào em. Đi chợ à, nay đi chợ du xuân này.
Thực sự là bây giờ cái tình hình diễn biến của dịch khá là phức tạp trên mình các bạn ạ. Nhưng mà chắc là bây giờ bà con cũng không còn ngán đội dịch nữa rồi. Thì cơ bản là tiêm chủng cũng mỗi người được 2-3 mũi rồi. Kiểu giống mà ăn rồi là hay gặp ấy lắm. Có mâm nào kinh này? Mâm nào cũng đầy. Đấy, ủa cái lưỡi này còn đỏ rồi. À chú, đây phải chân lại chú nhờ. À nhớ tí chạy ra mua cái ấy nhá. Cái chân giò kia để về ninh khoai. Lát sẽ mua thêm một chút khoai. À chị, mày đẹp chưa? Trên ở trên vùng núi này khi cứ vào cái dịp cuối năm các bạn ạ, thì các chợ phiên khá là đông. Bởi vì một phần là do mọi người đi làm ở xa, ở các nơi về. Sau đó thì ra chợ ăn uống xong rồi chơi nên là chợ đông lắm. Hello, chào anh. Bật cái điện thoại lên. Đấy, vâng. Đây, cái lòng xe điếu anh em. Bật điện lên này sáng luôn. Quay cận cho anh em xem nhá. Lòng này không ăn, không ăn thì ăn lòng nào nữa, đúng không? Dạ. Đây còn xương rồi. Vâng, còn xương rồi nhỉ. Đây là hai anh chị là hai vợ chồng à? Còn phở gia đình các bạn ạ. Hai anh em. Đây quả làm theo nữa nhỉ. Anh em dượt. Nhiều phía lắm đấy. Đây là khu vực các cô các chị bán bánh rán. Sau này các bạn đi nhìn thấy quang quang, bởi vì là hôm nay mọi người bỏ hết những cái ô cái lều đi rồi. Đâm ra là nhìn nó thoáng. Với lại là cũng đỡ khó, nhưng mà nói là đỡ thôi, vẫn khó lắm. Cô gái vàng ơi, đi đâu đây? Cô gái vàng trong làng bán vitamin Go Go của bạn ạ. À, quán xá à, cô gái vàng hôm nay nhiều bàn hết đây. Mỗi tội là khách này, thực khách này, thưởng thức thì chưa thấy đâu. Còn khách mà đến ăn này chị đi muộn hơn các cái quán mặt lợn kia nhỉ. Chưa, mà đồ vẫn chưa ra. Đây. Đấy. Ồ. Xong rồi. Này bỏng quá. Hơi bỏng quá. Khu vực này là bán các thảo dược các bạn ạ. Rồi, nhà đông con thế. 1, 2, 3, 4. 4 cầu thủ rồi. Đang ăn sáng. Trời ơi, khu chợ này đông chưa? 9 người luôn anh em. Đấy, nó phải không khí như này. Nói thật anh em, năm nay là dịch còn đỡ đây, mỗi năm nó còn đông nước hơn. Thưởng thức phở à? Khu vực phía trong này là khu vực bán thịt lợn các bạn nhé. Lá chuối bán nó phải là lá chuối. Còn đây là lá chuối, lá rong. Còn khu vực phía trong này là bán gạo các bạn nhé. Rồi mà dịp Tết này có lẽ là không chen được các bạn ạ. À, mình sẽ đi xuống phía dưới này. Đang mặc cả mua sắm.
Đây. Lá rong này bao nhiêu tiền một ấy đấy hả cô? 15. Bao nhiêu tiền? 15. 15.000 một bó này á? À. Sẽ cái yun to, bị mụn to thể to cơ. Hả? Mụn to thể cái yun to. À. À. Lá rong này lấy trên rừng à? To thể. À. À à à. Chua. À. To thể. À. Ok ok. Ok ok. Đấy. Mà lấy khẩu nhưng mà lấy thì nhà nó có nhiều mà thế. À. Mình không hiểu. Cái tưởng giá trị là lá rong này mọc trên rừng. À, rồi đi chợ đi. Bà biết tiếng mà. Ở đây ai thì biết tiếng. Người phụ lá. Này, rau đây. Rồi. Ở trên này các bạn ạ, giới thiệu với anh em một loại rau mà đặc biệt ở trên này, đây chính là rau chua. Chỉ có ở trên này các bạn ạ. Trên này ăn phở sáng nó hay có đâu. Còn ở dưới các bạn thì chắc là không có đâu. À, đây là những cái chai ớt họ ngâm sẵn này. Cái ốc này nó còn sống không đấy? Sống mà. Ốc. Còn ớt này. Vâng. Anh em thấy không khí chợ Tết ở trên Tây Bắc bọn mình thế nào? Có được không? Đông không? À thế à? Đấy, khoe túi đấy. Này, các bà đang đi bán túi này. Bao tiền một túi này cả cô? 200. Bao tiền? 200. 200 á? Đấy. Cái này là xe tay. Xinh quét đấy. Nhìn cũng đẹp. À, nhờ. Rồi, chào cảm ơn. Ra là mình mua cái này cũng không dùng được gì đâu các bạn. Khu vực dọc từ đây lên trên nó cũng giống như ở dưới lên xuống các bạn ạ. Bán đại đa số là bán rau dưa là chính. Và mình sẽ đưa anh em đi đến cái khu mà bán các súc gia cầm. À đây là cái thớt mà thớt nghiến đây các bạn ạ. Đây là nhìn đây này. Ở trên này họ lại làm thớt vuông nhé. Đấy, không giống ở thớt tròn như ấy đâu. Mỗi nơi nó là một kiểu riêng rồi mà. Gà mà trong bu này là toàn gà. Vâng, chào chị nhá. Gà trong bu là gà nuôi kiểu công nghiệp các bạn nhá. Còn gà mà phải là bà con sát cơ, hoặc là một con một cơ. Bao tiền cơ đấy? Nhìn lại có 16 mắt đấy hả? Bạn phết nhờ? Bao tiền? Bao tiền một cân? Hả? Là mấy? 100 á? 150. 150 à? À. Gà đen à hay là gà trắng đấy? Gà đen à? Đây là gà gì đây? Gà không đen đâu. Không đen à? Không đen thì bao tiền? 4. À. Đây có mấy con? Có một con thôi. À con này cũng không đen. Con này thối rồi. Con này gà bị thối rồi. Thối nè. 103 được không? À hai vợ chồng à? À thật nào ông này trả lời nhanh thế nhỉ? Hết 104 được không? Không được à? Vẫn phải 150 à? Ok. Uy tín đấy. Cân đi. Cân luôn. Cân con này đi. Hay bán tù mù? Con này á? Ờ. Bao tiền? 150. À rồi ok. Con kia là con gì? Con kia không phải gà đen à? Không phải. Cái con đấy bao tiền? 100 mấy?
trăm rưỡi. À, gà đen 150 mà con kia không đen cũng 150. Cho không gà nhiều. Rúa rồi. Đây xem con kia nào. Con này có đen không? Có gà thối không? Con này là chỉ gà thối. À. Thôi được rồi, lấy một con gà đen đi. Cứ nhiều anh em cứ hỏi là anh Hải ơi sao anh mua hàng thì anh cứ hỏi giá rồi trả giá rồi các kiểu các bạn ạ. Thực ra là nếu mà không hỏi giá không trả giá thì làm sao mà các bạn ở dưới xuôi cơ. Ok. Rồi tính tiền đi. Làm sao mà các bạn biết được đúng không? Đấy, mà mua thì mình có quyền trả giá mà. Nhiều bạn comment rất là bất lịch sự. 375 ngàn. Ok, trả tiền cho anh ấy đi. Cố gắng làm sao mà chọn được ít gà đen. Tết anh em đến nhà chơi thì có món ăn đặc sản, mời anh em. Đủ tiền chưa đấy? Đi là mình không gặp mình đâu nhá. Đây chị, mua được nhiều gà chưa? Toàn gà trắng à? Đâu? Đâu có nào. Đâu có mấy con? Bán bao nhiêu đây? Đấy có mấy con? Không, con này không phải gà đen. Đã là thửa đồ ăn Tết anh em ạ, là phải đồ ngon. Đấy, không ăn cái đồ lươm khơm. Gà nhiều lắm. Trên này nhiều lắm anh em. Ôi ôi, yêu quá yêu quá. Trời đã mây mù nó bao phủ. Này gà đen hay gà trắng hay đại ca? Gà đen. Bao tiền đấy? Một cân hơi. Hả? Một cân 140. Một cân 140 à? Đây các chú mua không? Có ai mua không? Chú mua rồi thì. À thì chú mua rồi thôi. Ở trên này mà con đang cầm rồi. Cái này cái... anh mua rồi à? À, bán luôn. Đây con này gà đen này. Đâu? Mua gà không? À, đi mua gà mai bán hàng à? Mua con kia. À. Dưới 1 cân. Lấy gà đen đi. Gà đen bao nhiêu đây? Là bao tiền? Cộng lo vải kia. 100. 100 mấy? Không chưa, đi thôi. Đâu rồi? Đâu? Đâu, đưa thế nào? Đâu? Con này 100 mấy đây? 384. Hả? 384. Đừng mấy cân. 2 cân 7 à? 200 cân. Thế là 100 mấy? Bao nhiêu? 1 cân 84. À. Ơi trả tiền được không? Đấy. Có ông này mà chuyên gia bán phở, ông chọn hộ này lo gì. Rồi. Quá nhiều ngàn gà phút xuống. Đây là khu vực bán lợn các bạn ạ. Bán lợn này, bán dê này. À, lợn này được đấy nhỉ. Con này cũng lông này lợn rừng đấy. Bác đang bảo vào nhà mình cứ bảo là lợn rừng mà. À. Mày còn mấy con gài như con gì đâu mà bán lợn rừng. À thế à. Con này mấy cân? Con này chắc từ 15 cân. À. Chú ba bên đây. Từ chú ba hơn chứ em không bán. Thế con này thế nào? Thế nhầm á, con này không chịu. À con này mẹ gầy hơn. Được hai lợn ngon đấy. Con này bán như nào đây em? Dạ, 150 một cân.
trăm rưỡi à? Nói chung là cái gà đây cứ dịp Tết này 120, 140, 150 các bạn ạ. Tùy. Ai khéo mà trả giá thì giá nó hợp lý hơn. Cái này gà đen hay gà trắng đây em? Gà trắng. À, sao nào? À, con này bao tiền cân? 140. Hả? 140 à? Tao đi nhờ một chút nha. Không đâu. Không chen được rồi anh em ơi. Gà đen hay gà trắng đấy? Gà trắng. Trắng à? Phi phi. Đấy. Cho lên cao để quay cho các bạn cùng xem cái không khí Tết ở đây. Có em gà đen nào không? Gà đen đây. Trăm mấy đây? Gì? Đâu, sao nào ngon không? Sao cái nào ngon không? Làm con. Vô của anh em, thợ này. Đâu? Mấy con? À, hai con. Hai con à? Con này có phải gà đen. Cho anh em 140 à? Hả? Cho anh em 140 à? 140 thôi, để cho anh nhỉ. Lấy mấy con luôn. Đây gà đen mà chị. À, được, lấy hết, lấy hết, lấy hết. Mà chuyển khoản được không? Em không dùng tài khoản chị ạ. Ở ra kia ra xe lấy tiền. Nhưng mà ra được không? Ra điểm này. Ờ đi. Em thương thì bao nhiêu thì đi cứ lên tỉnh nhá. À. Em ơi cân đi. Mai mình thoát ra được sang đường quá các bạn ạ. Mai bóng bay này. Vậy là em buồn thao anh. Ok, gà sổng quá anh kìa. Úi dồi ôi. Mệt quá. Xem nào, gà đen hay gà trắng đây? À, gà vàng rồi. Chủ tịch cầm gà đằng sau nhau. Cầm một đống gà rồi, chắc gà đen. Mệt không? Đâu bắt đầu? Rồi mấy con này chạy đâu rồi? À kìa. Giờ thành chùm buôn gà các bạn ạ. Đang kêu mỏi tay quá. Ui, trên này khá là nhiều lá rong luôn. Chợ lá rong, cứ thấy lá rong là thấy chợ Tết rồi. Đây là khu vực bán hương, khá là sôi động luôn. Này bán hương. Ôi. Tất cả. Ôi dồi. Tất cả giúp chủ tịch các bạn ạ. Được rồi, sau đây có lẽ Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn với video kế tiếp nhá. Bye bye nhá.